cầu nguyện chó ơi, cầu nguyện. Ui, wow, no, yeah, ok, nổ hũ trúng kim cương, 25.648 kim cương luôn. Ui, sập luôn cả hòm kim cương, rực rỡ. Yo, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với shopsikeo.vn nhé. Hiện tại shop đang có chương trình giảm giá 69% free fire, cực kỳ là hot luôn ạ. Ok, và đây, bây giờ đang có rất là nhiều vòng quay được giảm giá với tỷ lệ trúng cực kỳ cao. Đấy, chúng ta có vòng quay kim cương canh tí 2020. Với lại chúng ta có vòng quay giờ vàng siêu khủng chỉ 7.000 đồng nhá. Thấy anh em phản hồi là kiểu như là quay nổ hũ trúng liên tục. Đấy, tôi sẽ vào trong cái vòng quay giờ vàng nhá. Ok, với cái vòng quay này hai bạn rất may mắn mà trong ngày hôm nay đã nổ hũ được 2 lần luôn. Đấy, thì cái vòng quay giờ vàng này nhá, một ngày nó sẽ nổ hũ 3 lần nếu mà anh em quay vào cái khung giờ may mắn. Đấy, tôi hôm nay tôi sẽ thử vận may. Nào, quay nào. Quay đều. Well. chúng ta trúng 10% may mắn. Ok, và được tặng thêm bonus 6 kim cương. Rồi nhá. Lại thôi. Tích cực quay tay, vận may sẽ đến nào. Nào. Úi dồi ôi. 999 kim cương. Rực rỡ. Ôi, kiểu bình thường nhá, 7.000 đồng. Anh em, tâm gì mà nạp được game Free Fire ít nhất cũng phải 10.000 đồng được 4 lăng kim cương. Được. Được của nó luôn. Đúng không? Nào, chúng ta chơi nào. Yo. Ui giời, chó, đoán xem chúng thử không? Chó, đoán xem chúng thử không? Con cả. Ôi, chúng ta lại trúng 10% may mắn. Quay nhanh nào. Lần này là được tư rồi, quá tam ba bận. Bước một chú nào. Chó, nổ hũ nào, chó may mắn. Ui, woo, nổ hũ, wow, woo, yeah. Ôi trời ơi, và VC trúng 15.635 kim cương. Ui, tha hồ lại có kim cương custom cho anh em ơi. Yeah. Ôi, hay, kiểu vòng quay 7.000 tỷ lệ trúng cao ấy nhỉ. Nhưng mà còn một vòng quay nữa nha, tỷ lệ trúng cao hơn nha. Ở đây là bình thường nhá, là cái vòng quay xung canh tí này là 40.000 đồng, hôm nay còn 20.000 đồng đấy, giảm 50% nha. Ok, thì đây, nhưng mà cái tỷ lệ trúng nó cao hơn. Ôi, ngày hôm nay cũng đã có hai bạn trúng nhờ, số kim cương là 35.624 đấy, 9.999 kim cương. Ui, tự quý đẹp luôn đấy. Trong hũ là có 25.648 kim cương. Ui, hôm nay là này chó làm sao này, thử vận may nhỉ. Ok, đấy, hôm nay chúng ta sẽ thử vận may xem là tôi có phải người thứ ba không. Đấy, đây là nhà tiên tri Trần Vàng đấy. Ok nào. Wow, 100 kim cương, quá rất nhiều bình thường luôn đấy. 100 kim cương bình thường 20.000 đồng anh em cũng nạp được 90 kim cương mà. Chơi nữa nào, ơi, chúng ta vẫn đang chưa bị lỗ mà, thế ngại gì. Lần quay thứ hai nào. Ui, quay lâu thế. Ôi giời ơi, 250 kim cương, được. Nhưng mà hôm nay tôi chơi để chơi lớn anh em ạ, quay nhá, chúng nổ hũ nhá. Ok nào. Mất 20.000 thôi, chúng ta có gì đây. 250 kim cương. Ôi, còn lãi là còn chơi ngại gì. Ui, đâu rồi. Ô, quay lâu thế. Lại là 250 kim cương. Tôi xui nào anh em nhỉ. Quay toàn được gấp đôi số tiền đấy. Không. Chơi nổ hũ nha. Quá tam ba bận này, lần thứ tư này. Nào, cầu nguyện chó ơi. Cầu nguyện. Ui, wow, no, yeah, ok, nổ hũ trúng kim cương, 25.648 kim cương luôn. Ui, sập luôn cả hòm kim cương, rực rỡ. Hey. Phải nói là hiện tại shopsikeo.vn nhá, đang rất là ưu đãi dành cho tất cả những người anh em đến quay mấy cái vòng quay tại shop nhà. Ui, tỷ lệ trúng đang cực kỳ cao. Được rồi nha, sau khi mà anh em quay xong nhá, đây mọi người sẽ nhấn vào đây này. Ok, các bạn chọn cái mục đây là rút kim cương. Đấy, nhẹ nhàng ấy, hôm nay quay trúng 43.150 kim cương này.
Đây, mình sẽ chọn số kim cương một rút nhá. Đây là anh em có thể rút tối đa 950 kim cương. ID nhận kim cương, nhập ID của mình vào, nhưng mà ui, trong game này còn nhiều kim cương lắm mà. Nên là chắc là cũng chưa rút vội anh em, thế là ở đây còn thừa nhiều kim cương mà. À, của mình ngon quá, chắc không cần nạp nữa. Thì hôm nay nhá, là trong video này, ok nha, là mình sẽ tặng những cái bạn comment ID game ở dưới nhá. Mình lựa chọn ra 10 bạn may mắn ngẫu nhiên, mình tặng mỗi bạn 90 kim cương, ok chưa? Đấy, comment đi game ở dưới nhá. Và đừng quên là shopsikẹo.vn hiện tại tỷ lệ vòng quay đang trúng cực kỳ là cao đấy, không chơi thì hơi phí nhá. Và ngoài ra ấy, thì trên cái shop app của mình còn có rất nhiều những vòng quay khác nữa. Vòng quay nhân phẩm này, 25.000 đồng này, vòng quay du lịch mùa hè này, rồi là vòng quay vũ khí mơ ước đấy, vòng quay tiệc bãi biển luôn, tất cả đều được sale 50%. Đấy, anh em thấy rực rỡ không? Chúc tất cả anh em quay vòng quay tại shopsikẹo.vn nổ hũ trùng lớn nhá. Yo!